Hello, hello, chào cả nhà ha. Chào mọi người, chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ qua cái phần different nha mấy anh chị. Mình sẽ qua cái phần different trên cái nền natural nail. Thì đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là một cây Vichu nha. Cây này là cây sủi da chết. Mình sẽ đẩy những cái da mà nó mọc trên móng á ha mấy anh chị. Hôm nay thì Christine sẽ đi deep nha. Đây là trên cái nền deep thì mình sẽ làm pin and white. Thì đầu tiên khi mà mình làm cái phần này, trước khi là mình làm bất cứ sơ vạch gì á, là mình cần sủi cái phần da chết lên. Thì Christine sẽ sử dụng cái cây này gọi là cây Vichu nha mấy anh chị. Và tất cả sản phẩm là Christine mua thì mấy anh chị ở xa thì mình có thể là lên website là clamsupply.com nha mấy anh chị. Số phone order sản phẩm là 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-8688 nha cả nhà. Cây đầu tiên là cô xin dùng là cây Vichu nha mấy anh chị, có tác dụng là làm sạch và sủi da chết ở trên cuticle, đồng thời nữa làm sạch cho mình hai bên, tại vì đôi lúc hai bên da nhiều quá mình làm không có sạch á, rồi xong mình sơn không có đẹp hay là mình đắp bột á, nó dễ bị hở, thành ra là mình sẽ sủi sạch những cái da chết nha mấy anh chị. Đây là cái cây Vichu ha. Tại có nhiều anh chị là khi mà mình vô coi live trễ đó, thành ra là không biết mình sử dụng cây nào. Thì cây này là cây Vichu, có tên gọi là cây Vichu nha mấy anh chị. Thì mình có thể là order qua website clamsupply.com hoặc là tới những cái supply gần nhất có thể nha. Nếu mà anh chị nằm ở Cali á, thì có rất là nhiều cái supply. Nếu mà Sacramento thì mấy anh chị lên Anaga Nail Supply, hoặc là nếu mà San Jose thì Tulip Nail Supply nha mấy anh chị. Thì nếu mà Indiana thì KD Nail Supply, Oklahoma thì TNT Nail Supply nha mấy anh chị ha. Còn Texas ở bên Dallas, Texas thì mấy anh chị tới Texas Nail Bar nha mấy anh chị, thì có đầy đủ sản phẩm của công ty CLM. Thì đầu tiên thì mình sẽ dụ cái da chết trước đã. Đó, và ngày 22, 23 thì cô Sen sẽ có một buổi demo, hai buổi demo show vào ngày 22 và 23 tháng 10 nha, tại Texas Nail Bar, Texas Nail Supply Dallas nha mấy anh chị. Đây, đầu tiên thì mình sẽ sủi da chết nha mấy anh chị ha. Sủi cho nó sạch đã. Hôm nay thì mình làm pin and white nha. Pin and white cho dip trên cái móng thiệt. Làm sao để cho cái màu trắng của mình nó trắng mà nó không có bị dính hồng nữa. Mấy anh chị làm xong là mình không có cần lo là nó bị màu hồng nó che. Tại vì cái dip á, nó cũng rất là quan trọng. Cái nước dip á, nếu mà nó khô chậm á, thì mấy anh chị làm theo cái bước mà mình để màu hồng lên á, là nó dễ bị màu hồng lắm. Nên là ra khi mà mình lựa chọn dip á, mình lựa chọn nó vừa thôi. Đó, mình đã xử lý xong. Mấy anh chị ơi, share giúp em nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Mình sẽ đi từng bước một nha. Cây này tên gì? Cây này là làm nhám mặt móng nha mấy chị. Mình sẽ dùng cái cây này để sủi và làm nhám mặt móng, làm sạch mặt móng nè. Cây này rất là nhẹ và mình có thể đi sát phần cuticle luôn. Cây này được thiết kế là năm 2023 nha mấy chị. Đây, đó, mình chạy cho cái mặt móng của mình nó sạch. Đồng thời mấy cái cuticle da mà mình sủi lên nó, mình có thể loại bỏ nó luôn. Cái này làm nhám mặt móng nha mấy chị. Để tôi xin lấy cái tên nè. Mấy chị cho em cái tên cây này được không? Để em chút nha, em lấy cái tên đó. Ơ, chị coi cái cây mà em đang dụ là tên gì vậy? Cho em cái tên cái. Em quên tên rồi, nhiều quá. Cây này cây mà làm nhám mặt móng. Ok, bye chị. Cây này là có tác dụng làm nhám mặt móng, làm sạch nha mấy chị ha. Để tôi xin lấy cái tên đây. Cho Christine cái mã nha chị Ngọc. Rồi xong hết là mình sẽ phủi sạch nha. Pin and white này mấy chị. Đó, mình sẽ cắt, mình sẽ làm pin and white.
xong hết cái phần này thì nếu mà có da chết đó, thì mấy chị nên cắt sơ, mình cắt cho nó sạch nha, để khi mà mình quét cái keo lên á, keo lên á thì nó sẽ là giúp cho mình sạch sẽ và nó không có bị vướng vô cái cây cọ của mình. Rồi cắt nó, không cắt nó nè, đó có mấy cái da chết ở trong á thì mình cắt nó. Hồi nãy thấy không, mình sủi nó nè mấy chị, ở đã còn đây là cái da trong thôi, cái này là mình không có cần ngâm nước để cắt. Chị cho em cái tên cái chị, tên nó là mạ gì á? Rồi mình sủi sạch ha, cắt sạch sơ nó. Chị có cái mạ, chị ơi có cái mạ, có cái mạ C4 hay gì đó, đặt có một cái mạ cho nó đó, để khi mà em nói em dễ, tại tên nó khó lắm, nhiều quá đúng không mấy anh chị, nhiều quá, cái tên nhiều quá. Ồ, TC nha mấy anh chị ơi, cái cây này có tên của nó là TC nha, đó TC cây này nha, cây này có cái mạ là TC nha mấy anh chị, làm sạch mặt móng, dụ cho cái mặt móng của mình nó sạch, với lại nó nhám đi thì như vậy thì nó sẽ bám, thì nhám cũng không phải là nhám lắm đâu, nhưng mà nó sạch sẽ cho mình hai bên gốc nè. Rồi xong xuôi hết ha. Khi mà đã xong cái này rồi, đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một hũ deep clear nha, mình đi từng bước một nha mấy anh chị. Sau đó thì mình sẽ để bon, lát nè, để bon trước nè. Cái bước của mình đó là mấy anh chị sẽ để bon nha, để hết bon vô, quét cho nó một lớp mỏng đều đó. Giờ mình sẽ bắt đầu làm cái ngón này đó. Rồi tới bên này đi hết, không đừng quên là để bon nha mấy chị, để bon là bất cứ gì á mình làm, mình để primer với bon á thì nó mới last long được, nó mới last long tuyệt đối cho khách được, không tại có nhiều khách nó không có bám thì cái bon này nó giúp mình làm sạch và tăng cái độ bám lên. Xong hết thì mình sẽ đi cái bước tiếp theo của mình sẽ là đi cái chai Deep Bay. Đó, Deep Bay nha, số 2. Đây là cái số 2 nè. Và chung với cái hũ clear thì trong bất cứ cái phần nào cũng vậy, là mấy anh chị là mình nên để một lớp deep clear lên nha. Mình để mỏng thôi chứ không có nhất thiết là phải để dày. Mình để 80% nè. Không nhất thiết là phải để dày nha mấy anh chị, để cho nó thật là mỏng thôi, để zoom gần chút xíu cho mấy anh chị thấy ha. Lấy keo của mình á là mấy anh chị sơn mỏng và sơn đều thôi, không có cần sơn nhiều. Tại keo á là nếu mà nó đặc á là mấy anh chị sơn dày nó dễ bị mất xếp lắm. Đó, sơn thật mỏng nè ha. Kéo đi kéo lại cho cái mặt móng của mình nó đều, tại vì đôi lúc á mình kéo cái lớp đầu tiên á là nó chưa có, nó thấm hết vô rồi. Nó không còn cái keo ở, nó không còn keo để bám bột nữa. Không, nên là ra thì mình quét đi quét lại cho cái mặt móng của mình nó đều keo. Rồi, xong mình nhúng vô cái hũ bột clear. Đi 80% tiếp. Cái lớp này của mình nó giúp cho mình làm cái móng của mình nó cứng, đồng thời khi mà anh chị tháo á, mình dụ bỏ cái lớp màu á, nó còn cái lớp clear, để tránh trường hợp là mình sẽ dụ vô cái móng thịt của khách, đúng không? Nên thành ra khi mà cái lớp clear này á, nó có tác dụng làm cứng móng, đồng thời bảo vệ cái móng ha. Đó, thì nó sẽ hạn chế, giúp cho mình hạn chế là nó bị nứt nữa. Đi thật mỏng thôi mấy anh chị, sơn là 80% đi cho nó mỏng thôi chứ không có cần dày đâu. Tại vì nếu mà mình sơn dày á là cái keo của mình nó dày thì mình sẽ bám bột nhiều hơn. Không, chỗ nào keo nhiều tự động là nó bị dày thôi. Thành ra khi mà mình đi á là nó không có đẹp và nó bị dày chỗ mỏng nữa. Mình sơn 80% nè. Hello cả nhà, chào cả nhà nha. Là hôm nay thì mình đi qua cái phần deep friend pin and white. Đó, quét cho nó đều nè ha, để chắc chắn là trên cái bề mặt của mình nó có một lớp keo số 2 đều. Đó, xong mình nhúng vô cái hũ bột và mình lấy ra. Rồi qua bên kia, bên này còn 3 ngón nữa. Đó, khi mà mình quét một lần giống vậy á, đôi lúc cái keo của mình nó chưa có đều, thành ra mấy anh chị là mình quét đi quét lại nha.
nó dày hay không dày, ăn thua. Thứ nhất là do cái keo của mình có dày hay không. Không, keo này thì rất là vừa xài, độ đều, không quá dày, không quá đặc, không quá lỏng ha. Xong hết thì mấy anh chị sử dụng một trong những cái màu xanh xét, thì trong đó là nó còn có 36 màu, là mấy anh chị vừa đắp vừa dip luôn, nó rất là natural. Thì tùy theo là mình chọn cái tông màu nó như thế nào nha. Và khi dip thì tất nhiên những cái màu của mình nó sẽ nhạt hơn bình thường, không, nó sẽ nhạt hơn bình thường cái kia. Xong hết mấy anh chị phủi sạch trước khi là mình dip nha. Lý do tại vì trên bề mặt nó còn cái bột á. Xong á, nếu mà mình dip, mình quét cái keo số 2 lên á, cái cây cỏ nó mang mấy cái bột dư này nè, nó xuống cái chai của mình. Thành ra nếu mà mình xài nhanh á thì không sao, mình để lâu á nó bị đặc. Lý do mấy cái bột này nó bị nở, không. Và khi dip á, mấy anh chị nên dùng cái bột clear dip riêng, tại vì nó rất là mỏng và nó mềm, khi mà tháo ra mấy anh chị mềm ha. Rồi xong mình sẽ sử dụng cái màu số 20 ha, gọi là sunset tint. Mình đi một lớp cái này cái đặc. Lớp đầu tiên là mình sẽ chinh sơn 98% nha. Và cây cỏ của mình không chạm da, tức là vừa tới thôi. Không, vừa tới, nó nằm gọn trong cái móng của mình. Còn khi mà mình leo lên da thì lát nữa khi mà mình nó dip á thì chắc chắn trên da của mình có bột, không? Nên ra nó chỉ gói gọn ở trong cái móng của mình. Squeeze cho nó thật mỏng, sau đó nhúng xuống lấy lên liền, chứ mình không có cần giữ 3 giây. Tại vì khi mà mình càng giữ thì cái độ dày nó càng nhiều. Nên ra là mình sẽ dip xuống lấy lên liền nha mấy anh chị. Và mình sẽ là quét mỏng thôi. Cái này là mình sẽ đi 98%, có nghĩa là trừ một cọng tóc ở trên cuticle của mình. Mấy anh chị ơi share giúp em nha, tình cảm mọi người rất là nhiều luôn. Và lớp tiếp theo của mình tại Garden Road là ngày 16, 17, 18 nha mấy anh chị. Và tháng 11 thì ngày 6, ngày 7, ngày 8 thì Quỳnh Sinh sẽ có lớp tại San Jose. Và tháng 12 sẽ là 4, 5, 6 tại Sacramento nha. Tất cả các lớp thì mấy anh chị đăng ký số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị. Tiếng kêu cả nhà. Đó, quét cho nó đều nha mấy anh chị. Xong hết nè, nhúng xuống lấy lên liền ha. Cái này mình đang đi một lớp pin nha, cho nó đều ha, cho nó mỏng thôi, không có cần dài nha mấy anh chị. Lý do tại vì mình quét mỏng và mình nhúng xuống mỏng thôi, để lát nữa là mình cái bộ nail của mình không có dài, nó đều. Thường khi mà những cái màu nhạt giống vậy, khi mà mình dip á thì nó sẽ nhạt từ 30-50% lẫn mấy anh chị. Cái đắp nó đậm hơn, tại vì đắp á thì nó có liquid thì nó sẽ tan trong liquid. Còn khi mà mình dip á thì nó sẽ gói, nó sẽ không có tan, nó sẽ bám thôi. Thành ra là cái màu của mình nó sẽ nhạt hơn đối với những cái màu nhạt giống như mà màu nude hay là màu pink gì đó ha. Còn đối với những cái màu đậm thì nó ok. Dip lên bột của mình rất là mịn nha mấy anh chị. Thì mấy anh chị thấy là khi mà dip lên á, cái màu của mình nó rất là xinh, cho dù là cái màu của mình nó nhạt. Nên thành ra là những cái màu của mình nó dip rất là đẹp nha mấy anh chị. Trong set 200, trong set xinh set dip rất là đẹp luôn. Màu dip chuẩn. Chuẩn có nghĩa là nó không có bị trong trong á mấy anh chị. Nó thấy màu á. Có nhiều màu thì nó dip trong trong, không. Còn cái này là mấy anh chị dip yên tâm. Đó, quét cho nó đều nha.
Rồi xong hết thì mình sẽ chuẩn bị một cái hũ wire. Đây là dip wire nha mấy anh chị. Thường khi mà mình dip fan á là mình dip móng ngắn thôi, chứ cũng không ai dip móng dài hết. Tại vì móng dài nó dễ bị đùng không? Nên thành ra người ta dip fan á, dip á chỉ có làm móng ngắn thôi mà. Đó, mình phủi sạch hết cái lớp này đi. Sau đó mình sẽ lấy cái fan ha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái nắp nha mấy anh chị. Rồi xong á, mấy anh chị lắc điện, mấy anh chị đổ vô đây cho nó đầy. Không, chị lấy cái nắp nè. Rồi, bên cạnh đó thì mình chuẩn bị thêm cái hũ màu pink ha. Mình để đây, sau đó mình bắt đầu đi cái lớp đầu tiên. Màu trắng thì mình dip hai lớp. Mình đi lớp đầu tiên nè. Mình cũng sơn cho nó thật kỹ, thật đều. Cái này mình làm line nên thành ra cũng xin làm chậm thôi nha mấy anh chị. Chứ mấy anh chị mà làm ở trong tiệm á, cái dip là bình thường làm rất là nhanh. Đó, quét cho nó thật đều. Sau đó thì mình sẽ đi nè mấy anh chị, đi cho nó thẳng lên, không không có chuối nhiều quá, vừa thôi. Đó, xong khi mà mình đạt được cái độ trắng vừa ý rồi, mình dừng ở đây giữ. Còn khi mà chưa có vừa ý thì mấy anh chị đẩy lên chút ha, lấy cái bên này ra coi nó đều chưa. Đó, bên này thì cái màu trắng nó nhiều hơn, mình đẩy vô chút xíu nha. Rồi, màu trắng đạt vừa ý rồi. Sau đó mấy anh chị lấy phủi nó sạch, mấy anh chị nhúng vô cái hũ pin một lần ha. Đó, rồi xong qua bên này. Quét cho nó thật đều. Ê, đây. Không, ngón này đi vô. Đó, khi mà đạt được cái độ dài vừa ý rồi mấy anh chị lấy ra. Không. Xong, lấy ra phủi sạch ha. Xong mấy anh chị cho vô cái màu pin một lớp, có phải là cái màu hồng của mình nó đều chưa? Đúng rồi, màu lên rất là đẹp và tự nhiên nha mọi người. Rất là đẹp. Cái màu xinh xét lên tự nhiên lắm. Lên hai nước thôi là cái màu của nó đã đẹp rồi. Tại cái dip của nó rất là đẹp luôn. Đắp cũng đẹp mà dip cũng đẹp. Mấy khách mà thích nai chỗ mình chỉ cứ lấy cái màu xinh xét mình dip. Không, khi mà đập xuống á mấy anh chị cho chuối xuống giống vậy nè, hoặc là vậy nè ha, để cho bột nó đỡ nhăn. Tại vì khi mà mình càng làm càng dài á thì á, nó càng dễ bị nhăn, tại cái keo nó chưa có khô á, thành ra bột nó rút bị dồn xuống.
Đó, khi mà mình đạt được cái độ friend mà mình muốn rồi, mấy anh chị giữ nó 3 giây để cho nó thấm đủ nha, để cho nó khô chút. Rồi sau đó là mình mới cho cái màu hồng nó lên. Ngón này hơi bị nha, tại vì để lâu quá là nó sẽ bám cái màu trắng nhiều, thành ra nó bị dày. Ngón nào mà để lâu quá là nó dễ bị nhăn lắm. Tại vì ke bột nó nhiều á, khi mà anh chị phủi ra đó là nó bị nhăn. Thành ra là mình lưu ý phần đó nha. Đôi lúc làm thì mình sẽ có một hai ngón giống vậy. Gặp đâu mình chia sẻ đó. Càng để lâu thì nó càng dễ bị nhăn khi mà mình phủi xuống. Rồi xong, đi lớp thứ hai. Khi mà đi lớp thứ hai thì mình sẽ phủi sạch lớp thứ nhất. Ở đây có một hai ngón bị nhăn, lý do tại vì để lâu quá. Rồi xong, đi lớp thứ hai. Thì lớp thứ hai thì mình sẽ không có sử dụng pin nữa, thì thay vì đó mình sẽ sử dụng là clear nha. Để khi mà làm lỡ trong trường hợp là mấy anh chị mà đi ướt á, cái keo của mình còn ướt á, nó không bám vô cái màu trắng của mình. Đồng thời nữa là nó bảo vệ cái màu của mình luôn. Không, đi màu trắng. Xong, mấy chị nhúng vô clear ha. Rồi, đi qua ngón này. Không có đi lại màu hồng nữa nha mấy chị. Màu hồng của mình cũng hai lớp rồi. Cái lớp này của mình là mình đi clear luôn. Khi mà sơn cuticle lớp này thì mấy anh chị chừa lại một cọng tóc cuticle nha, để tránh trường hợp là cuticle của mình nó bị cao và bị dày.
Rồi, đối với cái móng ngắn giống vậy thì tất nhiên mình không có để thêm một lớp clear rồi đúng không? Nhưng mà trước khi là mình dũa thì mình nên cho một lớp số 2 vô. Nếu mà đối với cái móng ngắn nha mấy anh chị, móng ngắn mà mấy anh chị mà không có đi lại được cái phần mà lớp clear đó thì mấy anh chị nên đi một lớp số 2. Rồi sau đó là mấy anh chị mới bắt đầu là mình để activator số 3. Lý do tại vì á, ở trên cái bề mặt nè, đó thì ở trên cái bề mặt của mình á, cái lớp bột của mình nó chỉ bám có khoảng là 80% thôi. Còn 20% á, là nó chưa có liên kết chung với nhau. Thành ra là khi mà mình làm vẫn có thể là bị nứt. Và mình phải cover một lớp clear, đúng không? Thì khi mà mình sơn cái clear lên, tất nhiên cái số 2 lên, tất nhiên là nó sẽ tạo thành một khối và một miếng. Thành ra nó sẽ hạn chế được tới 90% nứt. Trong trường hợp mà cái móng ngắn quá thì mình không có để được clear, thì mấy anh chị sơn cho mình một lớp số 2 thật là mỏng, cho thật đều nha mấy anh chị, cho thật đều để cho những cái pigment hồi nãy là nó chưa có liên kết chung với nhau, thì khi mà mình sơn cái số 2 lên thì nó sẽ tạo thành một khối nha mấy anh chị. Và trước khi sơn thì mình phủi sạch trước đã. Đó, sơn từ trong ra ngoài số 2 thôi, chứ mình không có dip thêm clear nữa. Lý do tại vì á, dip thêm clear thì nếu mà mình sơn dày quá thì nó sẽ bị dày, cái móng thiệt người ta không có natural ha, tùy trường hợp. Nếu mà trong cái móng dạ mình làm dài thì ok, còn khi mà đối với những cái móng ngắn như vậy đó thì mình không có để được, cho dù cái bột màu hay là friend đi, nếu mà mình không có để được cái clear lên thì mình nên cho một lớp số 2 lên, để trên cái bề mặt là 20-30% đó nó được liên kết tạo thành một khối với nhau. Và khi mà mình như vậy thì nó sẽ hạn chế là tình trạng nó bị vỡ, bị nứt á. Rồi, khi mà xong cái này rồi thì mình sẽ sử dụng activator số 3 ha. Mình chờ trên cái mặt móng khô một chút xíu đã. Không, nó khô nè. Khi mà mấy anh chị là đi 10 ngón xong quay trở về là nó trở nên nó mát một chút xíu, thì mấy anh chị cho một lớp số 3 lên trên cái bề mặt này. Activator số 3 nha mấy anh chị, là cái chai này. Không, cái chai này là số 3 nha. Gọi là activator. Activator là chất làm khô nha mấy anh chị, nó có tác dụng làm khô. Này bị chảy chút. Sẽ dũa xếp. Không, phần này thì mình sẽ dũa bình thường nha. Khi mà mình để activator số 3 vô là nó đã khô rồi, trên bề mặt của mình cũng khô rồi, thì mình sẽ bắt đầu là mình sẽ điều chỉnh lại cái phần xếp cho nó hài hòa nè.
Màu rất là đẹp nha mọi người. Màu đẹp lắm. Cái màu trong collection sunset rất là đẹp luôn. Khi mà mình dự xếp xong này, rất là xinh. Màu hồng này có bán nha. Màu này là màu số 20 trong collection là sunset. Màu hồng này rất là xinh nha mấy anh chị. Với lại cái màu Phenom Grey cũng làm được nè, EL07 nè. Đó, rất là nhiều màu để mình làm cái pin cũng được, tùy theo là cái sở thích của khách thôi. Nhưng mà cái màu gì trong cái sunset hay là trong OM hay là trong EL thì mấy anh chị cũng có thể làm friend hết á. Mấy anh chị có thể gọi vô số phone công ty nha, 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948. Những cái màu này trong collection sunset là mình có bán phụ 16 ounce, 22 ounce refill luôn mấy anh chị. Thì nó nằm trong set sunset của mình gồm có 36 màu, gồm twin one matching nha mấy anh chị. Và bột của mình á, thì mình có bán hũ lớn 16 ounce, 22 ounce cho mấy anh chị review luôn. Màu nào mà xài thích đó, thì mấy anh chị mua hũ lớn ha. Thì nó sẽ rẻ hơn và lợi hơn cho mình. Xong hết, khi mà mình dip đó, có thể là đôi lúc đó, thì mình sẽ có dày mỏng. Nên thành ra là mấy anh chị sẽ dùng cái cây bi tuy ha. Mình sẽ dùng cái cây bi tuy nè. Sau đó thì mấy anh chị sẽ chạy sơ ở trên mặt móng giùm em nha. Chạy sơ cái phần mặt móng giùm em. Rồi xong mình sẽ dùng cái cây bitui. Cây bitui này có tác dụng là mình sẽ phá bột phá treo nhẹ. Thành ra thì mình sẽ dùng cái cây này. Mình chạy sơ ở trên cái phần mặt móng cuticle. Tại vì đôi lúc á mình sơn á mấy anh chị, mình sơn mà có chỗ dày mỏng á, thì mình sẽ dùng cái cây này đi trước đã. Hoặc là cái cây này nó sẽ giúp cho mình làm mất cái chỗ mà đường nối đây nè. Đó, đường nối fan. Đôi lúc á hai bên nó bị dài. Thành ra là mấy anh chị sẽ dùng cái cây bitui này, mình mài ngay cái chỗ mà đường nối cho cái chỗ gờ nó xuống. Không, đôi lúc cái màu trắng của mình á là mình đi dài, đúng không? Thì mình sẽ dùng cái cây này, mình mài xuống cho nó đều lại ha. Thì tự động khi mà mình mài xuống là nó sẽ thẳng cho mình. Cái này là mình mài nhẹ thôi mấy anh chị, mài cho nó đều thôi, mặt móng của mình nó đều thôi.
Mình tại sao là lớp cuối cùng là mình đi cái màu màu clear? Tại vì tránh trường hợp là cái màu trắng của mình á, mình mà đi tiếp tục hồng á, cái lần cuối cùng á, đôi lúc á có những cái keo mà nó chưa kịp khô á thì cái màu hồng nó sẽ bám vô cái màu trắng. Không, thành ra là cái màu trắng của mình không có được trắng. Trắng ơi là trắng. Nên là cái lớp cuối cùng á là mình đi màu clear lên. Đó, chỗ nào mà nó không đều á là cái cây này giúp cho mình nó làm cho nó bằng. Xong hết thì mình sẽ sử dụng cái cây XF nha. Đây mình sẽ sử dụng cây XF để làm mình chạy cái mặt móng của mình cho nó mịn nha mấy chị. Rồi mình sẽ chạy cái cây này, cây XF để làm cuticle của mình cho nó sạch. Đó, thì nếu mà mình chạy mình chạy cái máy á, nó vẫn hay hơn ha. Chạy được cái máy nó vẫn hay hơn, cuticle của mình nó sạch và cho nó nằm xuống. Cây này có tên gọi là XF nha, là mình sẽ dùng cho bột, cho dip, cho móng ốp, cho beauty gel, cái gì cũng được, miễn sao là chảy cuticle là được nha mấy chị, chảy sạch. Món này là không được đẹp đó. Cái này nó giúp cho mình làm cuticle của mình nó mỏng và cho nó sạch, không? Nhìn nó thon, nó mướt. Còn cây này chỉ có tác dụng là làm mịn thôi, chứ nó không có tác dụng là mình phá bột. Nên là ra mình mà muốn phá bột thì mình dùng cái cây bitween cho nó nhanh và cho nó tiện. Không, nó không có nóng nữa. Thành ra là chỗ nào mà các em anh chị cảm thấy là mình gồ ghề, mình chạy cái cây bitween trước. Đó, khi xong hết thì mình sẽ điều chỉnh lại xếp một lần nữa trước khi là mình sơn top nha. Rồi, ok ha. Rồi mình sẽ bắt vào. Cái ngón này là buồn nhất nè. Nếu mà gặp trong trường hợp này nó bị say thì sao? Thì mình sẽ mài cho nó thấp xuống xong đi lại cái đường line nha.
này là deep fan trên móng thịt. Rồi sau đó thì mấy anh chị sẽ cho tay cách rửa tay ha. Và mình sẽ đưa sơn deep số 4. Ok ha. Rồi cho tay cách rửa tay cái. Wash your hand. Rửa xong cái là mình sơn top số 4 nha mấy anh chị. Hôm nay thì mình sẽ không sơn treo, thì mình sẽ sơn lại cái deep số 4. Và khi mà mình sơn số 4 thì mình cần có hai chai, một chai là số 3, một chai là số 4 nha mấy anh chị. Cái chai số 4 thì phải có cái chai số 3 để cho làm cho nó khô. Và khi mà mình sơn thì mình sơn hai lớp. Okay, khi mà đã xong rồi ha, thì mình sẽ để một lớp số 3 lên. Đây là cái lớp chai số 3. Thì mình sơn đều ở trên cái bề mặt móng của mình nha mấy anh chị. Sơn đều số 3 lên. Mình cũng sơn bình thường thôi mấy anh chị, sơn một lớp mỏng lên ha. Tại số 4 của mình nó cần có chai số 3 để làm khô nó. Số 3 thì mình sẽ sơn lớp đầu tiên của số 4 này. Sơn mỏng thôi mấy anh chị, lớp này thì mấy anh chị sơn mỏng thôi. Xong hết thì mình sẽ sơn lớp thứ hai. Lớp thứ hai thì mấy anh chị thấy trên cái bề mặt móng nó mát trong vậy nè. Xong mình đi sơn đi lớp thứ hai, tức là mình đi hết 10 ngón xong quay trở về là perfect, là thời gian nó đẹp luôn ha. Đây có ngón là Cuisin không thích lắm, nhưng mà xong cái line là Cuisin sẽ sửa nó nha. Mà đây là mình sẽ finish cái line này luôn.
Đón này nè, lát mình sẽ sửa lại. Cái này mấy anh chị chờ chút xíu là nó khô rồi ha. Cái chai số 4 này khô lẻ ha, khô nhanh và nó bóng nữa. Thế là mình đã xong, nhưng mà mình sẽ chờ cho nó khô chút xíu nha. Và trong cái thời gian chờ khô á, là mình không có cho đụng, tại vì khi mà đụng á, là muốn sơn lại là mấy anh chị phải để lại một lớp là activator số 3 nữa ha, để cho nó khô chứ mình sơn lên bây giờ thêm một lớp nữa là chắc chắn là nó không khô đâu ha. Thì khi mà mình cho activator số 3 thì mình sơn hai lớp giống vậy thôi. Đó là xong rồi đó, cái nail của mình là nó sẽ tự nhiên là nó khô. Chờ một chút xíu nữa là nó khô. Ok, thank you mọi người rất là nhiều ha. Và hôm nay thì mình sử dụng cái phần friend là mình sử dụng cái dip đây là cái dip white nha mấy anh chị, dip white xong rồi dip clear. Rồi thêm một cái màu sunset 20 nữa nha mấy anh chị. Và không quên là mình 1 2 3 4 trong bộ system của mình 1 2 4 3 4 dip nha. Tất cả sản phẩm thì mấy anh chị có thể là order tại website clamsupply.com, số phone 714 804 8688, 714 804 9288, 714 804 9688. Và anh chị Christine mới update thêm hai số phone mới nữa là 714 804 9918 và 714 804 9948 nha. Hoặc anh chị có thể tới những cái supply gần nhất ha. Có sản phẩm của công ty. Nếu anh chị nào Cali thì mấy anh chị tới CL Nail Supply, địa chỉ là 9872 Westminster Sushi, Garden Road 92844 và địa chỉ là CLM Supply 7495 Anaconda, Garden Road 92841. Ok, thank you mọi người rất là nhiều. Chúc cả nhà thành công nha. Bye bye và hẹn gặp lại.